Xin chào mọi người nha. Hôm nay chúc cho mọi người quay cho mọi người coi một cái kết quả phim năng long cánh tay. Bây giờ cho mọi người coi hình da ban đầu của khách hàng trước khi đến. Bạn này bị viêm năng long rất là nhiều luôn, dày sừng năng long ra lan ra hai phần cánh tay ha. Biểu hiện da cũng đang ở cấp độ 2, cũng nặng lên rất là nhiều luôn. Mọi người thấy là ở đây là có một cái vương miệng ở đây ha. Đó, đây cho mọi người coi nha. Đó, đây là hình da ban đầu. Mọi người để ý cái vương miệng ở đây để nhận diện một người ha. Đây là cánh tay bên phải của bạn ha. Đó, bị rất là nặng, dày sừng năng long full hết tay trên luôn. Đây là cái phần hình da ban đầu của khách hàng ha. Đó, rất là nhiều lan xuống với một phần full nguyên một cánh tay như thế này nha. Đó, đây ha. Rồi bây giờ Trúc sẽ cho mọi người coi hình bây giờ da của kết quả sau chưa được một tháng, da khách hoàn toàn cải thiện rõ rệt luôn nha.